Anh cho em hỏi một thời gian nữa là nó phát triển mạnh là cái nó mát lắm ha. Như vậy là mát lắm rồi nè. À. Như vậy là quá mát rồi nè, thì nó càng tỉa nó càng dày thôi. À. Hỏi cho em hỏi rồi nó ở trên cao thì sao mình tỉa ta? Mình thò hả? Trên cao hả? Mình bắt thang mình leo luôn. À, lấy cái kéo dài cắt phải không? À, lấy cái dài cắt mình leo luôn. Anh cho em hỏi cái cây này nó không cần đất nhiều hết ta? Đất luôn thì đỡ chăm sóc, còn nếu mình trồng bên chậu thì mình phải chăm sóc nhiều hơn. Phân nhiều ha, có phân. À, mình phải chăm sóc tưới rồi nó cực hơn. Cái cây này nó dễ anh? Dễ sống. À. Chung cái này dễ sống. Ủa chứ xong nhìn mấy cọng đó là cây giống cây tơ hồng quá hả, phải không? Đó phải tơ hồng. À. Anh còn cái này là tường xanh không? À tường xanh á. Phải không? Là cây tường gạo đó. Mấy này làm cho quán cà phê này kia được ha. Cái này là nhà từ cây xanh. À. À, đó cũng là tường xanh đúng không? À, tường. Còn này là mấy con. Ồ khéo ha. À. Cái này chắc có cái khung sắt cơ bản ha anh. Cái thú này hả? À. À thú phải có khung sắt chứ. Ồ con cái lục bình to chứ. Cửa đâu. Này mấy công trình lớn, mấy cái khu vui chơi du lịch ha. Đúng rồi. Khoảng bao nhiêu thời gian mình tỉa lần nha? Khoảng tầm 2 tháng rưỡi 3 tháng. Ngày tỉa lần vậy đó nghĩa đẹp. À. Cỏ nó gian dài quá. À. Tưới tắm thì đơn giản phải không? Tại cây này nó này quá dễ, nó quá chịu hạn đúng không anh, phải không? Quá dễ. À nên thì khi bám đá nó sống được mà. Đúng rồi. Cây này thì hồi nhỏ đã biết rồi. À nó rễ theo thân đúng không? Ồ cổng này quá.